Chào cả nhà. Học thôi nhỉ. Ok. Hôm nay thì mình ăn mặc nó hơi... Nói chung là cái phong cách ăn mặc của mình thì nó rất là điên rồ, nên là mọi người đừng có để ý nhiều nha. Để ý đến những gì mà mình chia sẻ này tốt hơn. Ok. Vẫn là chúng ta sẽ tiếp tục với cái chuỗi bài là học từ vựng qua các câu nói nổi tiếng của những người nổi tiếng, lexicon through quotes, đúng không? Thế thì cái quote đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta, hôm nay có rất là nhiều người mà các bạn sẽ biết luôn nhá. Ví dụ như là Fidel Castro này, hay ví dụ như là Kim Jong-un này. Trời ơi, đấy là những người chúng ta thấy là rất nổi tiếng đúng không? Vậy thì những người đó có những câu nói như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem nhé. Và chúng ta học được từ vựng gì từ những câu nói của họ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem nha. Ok. Và với câu trích dẫn đầu tiên mình chia sẻ với mọi người thì đây chính là câu trích dẫn của Robin McKinley. Ok. Câu trích dẫn này rất là dài, mình sẽ xin đọc như sau. We are all only mortal, said the master. Even more slowly, we do only what we can do. All the elemental priests have certain teachings in common. One of them is that everyone, every human, every bird, badger, salamander, every blade of grass, and every acorn is doing the best it can. This is the priest's definition of mortality. The circumstance of doing what one can is that of doing what's best. Sorry. This is the priest's definition of mortality. The circumstance of doing what one can is that of doing one's best. Only the immortals have the luxury of furlough. Doing one's best is hard work. We rely on our surroundings because we must. When our surroundings change, we stumble. If you are running as fast as you can, only a tiny roughness of the ground may make you fall. Đây, mọi người có thể nhìn toàn bộ cái câu trích dẫn này ở dưới này ha. Ok. Và mọi người có nhìn thấy cái từ mà mình khoanh tròn không? Khoanh vuông thì đúng hơn. Ok, mọi người nhìn thấy từ mà mình khoanh vuông ấy. Cái từ tên là furlough. Furlough. Trọng âm rơi vào từ fur và nó là ơ dài, mình kéo dài âm ra nhé. Furlough. Furlough. Furlough có nghĩa là được nghỉ phép. Ví dụ như là công ty cho phép mình nghỉ, không nhận lương, thế gọi là nghỉ phép, nghỉ không lương. Ok. Thế thì chúng ta sẽ dịch cái câu này như thế nào? Đã. We are chúng ta đều là những con người bình thường. Thầy đã nói như vậy một cách rất chậm rãi. Chúng ta chỉ làm những gì chúng ta có thể làm. Tất cả những linh mục đều có một vài cái giáo lý chung. Một trong số những giáo lý đó đó là tất cả con người, mỗi một người, mỗi một con chim, mỗi một con lửng, mỗi một con kỳ rông, hay mỗi một lá cỏ, hay là mỗi một cây sồi, tất cả chúng đều đang làm những gì chúng có thể làm tốt nhất. Đây là định nghĩa của linh mục về sự tồn tại của con người. Đó là cái tình huống mà một người có thể làm những gì mà người ta làm tốt nhất. Và chỉ có những người bất tử, họ mới có được cái đặc ân là có sự nghỉ ngơi mà không cần lương lậu, hoặc là nghỉ không lương, furlough, hay là gọi là sự nghỉ phép. Chỉ có những người bất tử mới có cái khái niệm là nghỉ phép nha, mới có cái đặc ân được gọi là nghỉ phép nha, chứ chúng ta thì không có. Chúng ta, tất cả chúng ta đều phải làm tất cả những gì tốt nhất. Và làm được cái gì tốt nhất và làm hết sức mình ấy, là một công việc cực kỳ vất vả. Chúng ta phải dựa vào môi trường xung quanh, bởi vì chúng ta phải như vậy. Và khi môi trường xung quanh của chúng ta thay đổi, chúng ta rất dễ bị trượt chân. Và nếu như bạn chạy nhanh quá mức, bạn chỉ cần một cái sự hồ hề nhỏ trên mặt đường thôi cũng có thể khiến bạn vấp ngã. Vì thế muốn đi nhanh thì phải đi từ từ các bạn nha. Và nhớ cho mình cái từ mà mình khoanh vuông ở đây nha. Furlough. Furlough có nghĩa là sự nghỉ phép, nghỉ không lương. Ok.
Bình thường ấy, khi mà mình nghỉ phép ấy, ví dụ mình nghỉ ốm chẳng hạn, thì mình hay có sick leave. Cái từ leave rời khỏi ấy, nên danh từ nghĩa là nghỉ. Sick leave, hay là ví dụ nghỉ thai sản thì mình sẽ có là maternity leave. Còn nghỉ không lương, à, nghỉ mà công ty cho phép nghỉ, chúng ta có từ furlough. Ok. Câu trích dẫn thứ hai sẽ là câu trích dẫn của ngài Kim Jong-un. Mình cũng không biết là ngài này còn sống hay đã chết nữa, mình không quan tâm. Nhưng mình chỉ biết là đây là câu trích dẫn của ông Kim Jong-un. Và ông ấy nói như sau: Action is the best option in treating the dotard who, hard of hearing, is uttering only what he wants to say. I will surely and definitely tame the mentally deranged US dotard with fire. Câu ông ấy nói đây. Tất nhiên câu này là câu dịch nhá, tức là cái câu này báo Mỹ đã dịch là ý của ông ấy, chứ không phải là ông ấy nói bằng tiếng Anh. Tất nhiên là ông không nói tiếng Anh rồi, ông sẽ nói tiếng Hàn, đúng không ạ? Rồi, nhưng cái câu tiếng Anh của ông ấy cũng rất là hay và đã có một từ mình khoanh đỏ. Từ này mình sẽ học được. Các bạn nhìn thấy từ dotard. Dotard, trọng âm rơi vào từ đầu và âm T-A-R-D đọc là tut. Dotard. Dotard. Dotard có nghĩa là một người già rồi, lẩm cẩm. Già nua lẩm cẩm. Đấy. Thế thì ông ấy ví cái đất nước Mỹ như là một con người già nua lẩm cẩm, và ông ấy thực sự muốn chữa trị cho cái đất nước này, và chữa trị một cách rất nhanh, đó là cho một mồi lửa. Và ông ấy nói như sau này: Hành động chính là lựa chọn tốt nhất để có thể chữa trị cho một người đã già và lẩm cẩm. Cái người mà đã bị có vấn đề về thính giác lại chỉ nói ra những gì mà cái người đó muốn nói. Thế thì bản thân tôi chắc chắn sẽ chế ngự cái đất nước Mỹ già nua lẩm cẩm này bằng một mồi lửa. Ok. Thì ông ấy muốn nói là đất nước Mỹ già nua lắm rồi, cần phải cho một mồi lửa tàn rụi đi. Đấy. Thế thì đấy, cái từ dotard ở đây còn là một nghĩa bóng. Tuy nhiên nghĩa đen của nó vẫn là một người mà già nua, lẩm cẩm, trí tuệ không còn minh mẫn nữa. Ok. Câu trích dẫn cuối cùng, không phải cuối cùng của bài, mà cuối cùng của cái tờ này ha. Câu trích dẫn cuối cùng của chúng ta, mình xin đọc. Đây là của ông Robert Gilpin. Robert Gilpin. Ông nói như sau: The historical record suggests that the transition to a new hegemon has always been attended by what I have elsewhere called hegemonic war. Đây, câu đấy đây. Và từ mà mình đã gạch chân, đã khoanh tròn, đó là từ hegemon. Trọng âm rơi vào từ hè. Hegemon. Cái từ cuối cùng đọc là on. Hegemon. Hegemon có nghĩa là supreme leader. Supreme leader có nghĩa là bá chủ đấy. Gọi là lãnh đạo tối cao ấy, bá chủ. Thế thì cái câu này mình sẽ dịch là gì? Ví dụ như mình thấy nhá, nếu mà bây giờ mình nói về các cực trên trái đất, thì không nói về cực địa lý mà nói về cực chính trị, thì chúng ta có một cực là Mỹ, một cực là Nga, và cực còn lại là Trung Quốc, Nhật Bản gì đó, đúng không? Đấy, thế thì trong số những cực đó thì cái người mà lãnh đạo tối cao chắc chắn là Mỹ. Thì Mỹ được gọi là hegemon, và người đứng đầu ở Mỹ chính là Donald Trump. Và Donald Trump chính là hegemon. Ok. Vậy thì cái câu này người ta nói là gì? Những ghi chép lịch sử đã cho thấy rằng việc chúng ta chuyển đổi sang một cái bá chủ mới luôn luôn đi kèm theo bởi cái mà người ta gọi là chiến tranh xưng bá. Đấy, bá chủ là hegemon và chiến tranh xưng bá là hegemonic war. Ok, các bạn nhớ cho mình nhá. Rồi. Và mình phải nói thật là tất cả các lãnh tụ trên thế giới và tất cả các đất nước trên thế giới đều có một mong muốn chung, đó là bá chủ thiên hạ cả. Chỉ có điều là mình có đủ lực lượng, mình có đủ tài lượng, mà mình có đủ sức người để có thể mà bá chủ thiên hạ hay không thôi. Ok, và nhớ, muốn bá chủ thì phải có hegemon, người lãnh đạo tối cao. Và luôn luôn đi kèm theo đó sẽ là chiến tranh xưng bá,
hegemonic war. Ok. Bây giờ sang tờ thứ hai. Tờ thứ hai của mình thì sẽ bắt đầu với câu của ông Fidel Castro. Đấy. Ngài Fidel Castro rất là buồn là ngài đã qua đời. Tuy nhiên những câu nói của ngài vẫn còn vang vọng mãi và vẫn còn đúng mãi với thời gian. Câu của ngài như sau: I find capitalism repugnant. It is filthy. It is gross. It is alienating because it causes war, hypocrisy and competition. Rồi đây, đây. Mọi người có thể nhìn kỹ câu nói của ông Fidel Castro. Câu này là gì? Và cái từ mà mình ở chân ở đây, đó chính là từ repugnant. Cho âm rơi vào từ pug, đó là âm A ngắn. A ngắn là cái âm O xuống thế này. Đó, repugnant là kinh tởm, không thể chấp nhận được. Rất là kinh tởm, rất là không thể chấp nhận được. Bây giờ mình bảo chứ, ui, cái hành động của thằng kia thật là kinh tởm. Bình thường mình sẽ dùng từ disgusting. Bây giờ mình dùng cho tớ từ repugnant nhá. Repugnant có nghĩa là thật không thể chấp nhận được. Rồi, thế thì câu này Fidel Castro muốn nói là gì? Tôi thấy chủ nghĩa tư bản thật là kinh tởm. Nó bẩn thỉu, nó tục tĩu, nó xa lạ. Bởi vì nó gây ra chiến tranh, nó gây ra sự đạo đức giả và nó gây ra sự cạnh tranh giữa các nước. Yeah. Nhớ cho mình nhé. Repugnant. Không thể chấp nhận được. Còn nếu các bạn muốn học thêm một từ nữa thì chúng ta có từ hypocrisy ở đây. Hypocrisy có nghĩa là đạo đức giả, đối xử với nhau không có thật. Người bề ngoài thì chị em e, nhưng mà trong lòng thì ok. Rồi, câu nói tiếp theo. Câu này hay vô cùng và một từ cũng hay vô cùng luôn. Cái câu này ấy là phải dành cho cái gọi là phải dành cho gọi là bạn nào mà đã lấy chồng lấy vợ rồi phải dùng cái câu này. Và câu này thì không có tác giả, bởi vì đây là một câu thành ngữ của chính người Pháp ở đây. Người Pháp nói gì? Người Pháp nói như sau: Marriage is like a beleaguered fortress. Those who are outside want to get in, and those inside want to get out. Đây. Từ mà mình gạch chân là từ beleaguered. Cho âm rơi vào từ ly và nó là âm y dài. Mình sẽ đọc cái âm ed bật lên thành là d. Và mình sẽ đọc như sau: beleaguered, 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 beleaguered. Ok. Vậy câu này ám gì điều gì? Hôn nhân là một cái pháo đài bị bao vây. Người ở trong thì muốn ra, còn người ở ngoài lại muốn dấn thân vào. Các bạn có thấy cái định nghĩa này giống như định nghĩa cái nhà vệ sinh không? Người trong thì muốn ra, người ngoài thì muốn vào không? Đấy, hôn nhân nó cũng như vậy đó. Người trong rất muốn ra bởi vì mắc bẫy rồi, khủng khiếp quá. Người ở ngoài chưa từng có gia đình thì rất muốn vào. Nhưng mà mình thì không nha. Mình chưa có ý định gì nha. Ok, bây giờ các bạn nhớ cho mình từ beleaguered có nghĩa là bị bao vây. Ngoài từ, ngoài nghĩa bị bao vây theo mặt gọi là vật lý, mặt địa lý, mặt nghĩa thực thì nó còn có một cái nghĩa bóng, đó là trong một tình trạng bế tắc, khó khăn. Đây, mình sẽ lấy ví dụ luôn cho các bạn với từ này, nghĩa của nó ở đây luôn. Câu này của ông Steve Goodyear, ông nói như sau: I can be alone without being lonely. In fact, those times of solitude are necessary respite for a beleaguered soul, set upon by the pressures of life. I need to take whatever moments I can to just be still. Ông nói như sau đây. Thế thì cái nghĩa thứ hai của từ beleaguered có nghĩa là trong tình trạng bế tắc hoặc trong tình trạng vô cùng khó khăn. Vậy mình xin dịch cái câu trích dẫn của ông này nhé. Câu này rất là hay và nó khá là giống với mình, đặc biệt là câu đầu tiên của cái câu trích dẫn này. Câu đầu tiên là gì? Tôi có thể ở một mình mà không cảm thấy cô đơn. Mình nè, mình ở một mình suốt hả?
Nhưng mình không bao giờ cảm thấy cô đơn cả, bởi vì mình có quá nhiều thứ để mà enjoy luôn. Có công việc để làm, có sinh viên để dạy, có các kiến thức để học, có phim để xem, có nhạc để nghe, có gia đình để thương yêu, có bạn bè để chơi. Thậm chí là không có bạn bè để chơi thì mình cũng tự chơi với mình và chơi với tất cả những gì mà mình có. Thế nên không bao giờ có chuyện là ở một mình và cô đơn nha. Ok, thì tôi có thể ở một mình mà không cảm thấy cô đơn. Thực tế, những cái thời gian mà tôi ở một mình đó là sự nghỉ ngơi cần thiết cho một tâm hồn đang bế tắc. Bởi những cái cho một tâm hồn đang bị bao vây, đang bị bế tắc bởi những cái áp lực của cuộc sống. Tôi cần phải bắt được tất cả những cái khoảnh khắc mà tôi có thể bắt được để cảm thấy mình vẫn đang tĩnh tâm. Ok. Tức là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Dù cảnh vật cô đơn, mình vẫn không cô đơn. Ok, nhớ cho mình nhá. Từ beleaguered, tính từ, có nghĩa là một là bị bao vây, hai là mang nghĩa là đang trong tình huống bế tắc. Câu nói tiếp theo mà mình cũng rất là muốn các bạn học đó là câu nói của ông Herodotus. Herodotus, câu nói này rất là hay, và câu nói này thực sự đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Mặc dù mình không phải là một người nổi tiếng, nhưng chẳng hiểu sao thường xuyên gặp phải những tình trạng như thế này. Và ông ấy nói gì mình cùng nghe nhé. A man calumniated is doubly injured. A man calumniated is doubly injured. First, by him who utters the calumny. And then, by him who believes it. Đây, hai từ mà mình đánh dấu ở đây, ngoặc ngoặc vuông ở đây là, thứ nhất là từ calumniated. Động từ của nó là calumniate. Calumniate. Trong âm dương vị từ lum, nó là âm A ngắn. Calumniate. Calumniate. Calumniated. Và từ thứ hai, danh từ của nó là calumny. Nó lại là e bẹt nha, trọng âm lại rơi vấn tiết đầu tiên nha. Calumny. Calumniate. Calumniated. Calumny. Calumniated có nghĩa là bị vu, là vu khống, động từ vu khống. Và calumny là sự vu khống. Vậy câu này có nghĩa là gì? Một người mà bị vu khống tức là bị tổn thương hai lần. Lần một là bởi người mà đã nói ra cái lời vu khống đó, và lần hai là bởi người mà tin cái lời vu khống đó. Mình cũng thỉnh thoảng bị vu khống đấy, mình cũng bị tổn thương đấy, nhưng bây giờ thì quên con mẹ nó luôn đi. Mình chả để ý, bởi vì những người mà đã vu khống và nói xấu sau lưng thì suốt ngày chỉ ở sau lưng mình thôi, đúng không? Các bạn cứ tin như vậy nhá. Đấy, thế nhưng phải biết cái thằng vu khống là thằng nào và động từ vu khống là động từ gì. Nhớ cho mình, động từ vu khống là calumniate, danh từ sự vu khống là calumny. Ok. Là câu cuối cùng, trích dẫn cuối cùng trong cái tờ này của ông Richard Le Gallienne. À không, à đúng rồi, câu này rất hay. Rồi hay lắm mà nó đúng với bản chất của con người luôn ý. Và mọi người thử xem mình có thấy mình trong câu trích dẫn này không nhá. Câu đấy như sau này. There is something mean in human nature that prefers to think evil, that gives a willing ear and a ready welcome to calumny, a sort of jealousy of goodness and greatness and things of good report. Rồi đây. Mà từ mà mình gạch vuông rồi thì vẫn là từ calumny. Tuy nhiên câu này hay lắm, nó đúng với bản chất của con người vô cùng. Mình dịch nhé. Bản chất của con người có một cái gì đó nó rất là ích kỷ, luôn luôn thích nghĩ xấu xa về người khác. Và chính cái bản chất này đã khiến cho con người ta luôn sẵn sàng lắng nghe và luôn sẵn sàng chào đón sự vu khống về một ai đó. Chúng ta gọi đó là sự ghen tị những điều tốt, những điều vĩ đại và những điều mà có danh tiếng tốt. Hãy thử nghĩ mình đi. Bây giờ thấy con bé kia xinh hơn, ghen không? Ghen tị không?
con bé kia học giỏi hơn, nhiều tiền hơn, ghen tị không? Đấy. Rồi con bé kia nói được tiếng Anh tốt, mình không nói được như vậy, mình ghen tị không? Đó, con bé kia nhiều người yêu, mình chả có đứa nào nó yêu cả, ghen tị không? Đấy, đấy chính là bản chất của con người đấy, đúng chưa? Luôn chào đón sự ghen tị và luôn chào đón cả sự vu khống luôn. Đấy. Ok, để chú ý cho mình nhá. Ở trong đây có rất là nhiều điều mà chúng ta có thể học tập được, đúng không ạ? Và câu này thì mình tin chắc là nó rất giống với bản chất của tất cả chúng ta, chứ không phải trừ trừ ai cả, đúng chưa ạ? Chỉ có điều ai chế ngự được cái bản chất này và phát triển để trở thành một phiên bản tốt hơn mà thôi, đúng không? Nhớ cho mình, vu khống, calumniate, sự vu khống, calumny. Rồi, tờ cuối cùng đây rồi. Và mình xin bắt đầu với câu đầu tiên là câu trích dẫn của ông Edward Abbey. Câu trích dẫn này có nội dung như sau, và nó sẽ rất là hay nha. Nó có một từ vô cùng hay, cũng dễ nhớ. One man alone can be dumb sometimes, but for real bona fide stupidity, stupidity, there ain't nothing can be teamwork. Sorry, hôm nay cái miệng của mình nó hơi có vấn đề, mình đọc lại nhé. One man alone can be dumb sometimes, but for real bona fide stupidity, there ain't nothing can be teamwork. Stupid thì mọi người biết rồi, stupidity có nghĩa là sự ngu dốt, đúng không? Vậy câu này mọi người thì nhìn kỹ hơn ở đây. Từ mà mình khoanh chọn là từ bona fide. Từ này có rất nhiều cách đọc, nó có tới 5-6 cách đọc lận. Nhưng mà những cách đọc thường xuyên mà được phổ biến nhất thì đó là bona, trọng dương vào bo, bona fide. Đấy là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai là bona fide. Ok. Và cách đọc thứ ba là bona fide, something like that. Nhưng mình sẽ đọc là bona fide cho nó dễ nhỉ. Từ bona fide bằng với từ genuine, not fake, tức là thật sự, có là thật chứ không phải giả. Đấy, vậy câu này nghĩa là gì? Này, một người thì có thể thỉnh thoảng họ thực sự ngu dốt. Một người thì thỉnh thoảng có thể họ khá ngu dốt nhé, nếu mà là một người. Nhưng mà để nói về cái sự ngu dốt thật sự, sự ngu dốt thật sự là bona fide stupidity. Đấy. Nhưng mà để nói về sự ngu dốt thực sự ấy, thì không có được một cái sự ngu dốt nào đánh bại được sự ngu dốt của tinh thần đồng đội cả. Ok, các bạn có thể thấy câu này rất đúng. Có thể nhiều bạn sẽ phản ứng ngay rằng là làm việc theo nhóm là rất hiệu quả. Nhưng các bạn cứ để ý mà xem làm việc theo nhóm có mất nhiều thời gian hơn không. Rồi đôi khi các bạn làm việc theo nhóm, các bạn có cãi nhau, bất đồng quan điểm không. Rồi đôi khi các bạn làm việc theo nhóm, các bạn có thấy rằng là ý kiến của mình không được lắng nghe không. Đấy là tất cả những gì mà chúng ta đang nói về cái bona fide stupidity. Tức là không có sự ngu dốt nào đánh bại được tinh thần đồng đội hết. Tốt thì tốt cả, mà ngu là ngu cả. Ok. Nhưng từ mà chúng ta cần học ở đây thì là từ bona fide. Nhớ cho mình nha. Bona fide bằng với từ genuine. Câu trích dẫn tiếp theo. Câu này vẫn ngắn lắm. Ngắn vô cùng luôn. Và câu này lại có một từ rất là hay đi theo. Rất là ngắn nhưng mà rất là hay. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái câu này. Câu này của ông Ray Bradbury. Ông nói như sau: I don't need to be vindicated. I don't and I don't want attention. Sorry mọi người là mình thiếu mất cái từ want ở đây. Ok, fine. Không sao. Đây, mọi người nhớ cho từ từ want vào trước từ attention giúp mình nhé. Mình lúc nãy viết chắc mãi viết nhanh quá, học nghĩ đến anh đẹp trai nào quên mất. Ok, I don't want to be vindicated and I don't want attention. Câu này có nghĩa là tôi không cần phải được thanh minh và tôi cũng không muốn gây sự chú ý. Ok, dạo gần đây ấy thì
các cái chính sách của ông Donald Trump đã vấp phải rất là nhiều những phản đối, nhưng mà sau đó thì những cái chính sách này nó thu lại được những cái hiệu quả tích cực, và vì thế ông ấy đã cảm thấy như là được vindicated, tức là được minh oan. Thế thì cái từ minh oan ấy là từ vindicated, đúng chưa? Vindicate, vindicate là minh oan, vindicated là được minh oan. Hay ví dụ mọi người thấy Hà Hồ toàn im lặng, nó không bao giờ lên tiếng để minh oan cả. Nhớ nhá, minh oan là vindicate. Okay, I don't want to be vindicated, and I don't want attention either. Rồi, câu trích dẫn gần cuối. Câu trích dẫn gần cuối, xin giới thiệu với mọi người câu trích dẫn của ông Louis Cronenberger. Và cái câu này có chứa hai từ vựng rất là hay nhưng rất là khó để mình nhớ. Rồi, thì mình xin đọc câu trích dẫn như sau. We are neurotically haunted today by the imminence, and by the ignominy. Hôm nay cái miệng của mình bị làm sao? Mình đọc lại nha. We are neurotically haunted today by the imminence and by the ignominy of failure. We know that how frightening a cost one succeeds. To fail is something too awful to think about. Lại này. We are neurotically haunted today by the imminence and by the ignominy of failure. We know that how frightening a cost one succeeds. To fail is something too awful to think about. Câu này có hai từ mà mình đã đánh dấu ngoặc. Một là từ imminence. Imminence có nghĩa là sự việc gì đó sắp xảy ra ngay sau đây. Đấy, và từ thứ hai là từ ignominy. Ignominy cho ông dơ vào từ ick. Và từ này cho ông dơ vào từ im. Ignominy. Ignominy có nghĩa là sự nhục nhã. Đấy. Ví dụ như bây giờ các bạn bị điểm kém, các bạn có cảm thấy hơi nhục đúng không? Mình thì sẽ cảm thấy rất là nhục. Thực sự bởi vì là từ trước đến giờ mình đi học, ít khi nào mình bị điểm 7, chứ đừng có nói gì đến việc là bị 6, 4, 3, 2, 1, không có. Đấy, vì thế nên là mình, nếu mà mình bị điểm 6 chắc mình sẽ rất là nhục nhã. Ok, mình sẽ luôn luôn có cái cảm giác là ignominy nếu mình bị điểm kém. Rồi, thế thì cái câu này mình dịch như thế nào, chúng ta cùng nhau xem nhé. Não bộ của chúng ta luôn luôn bị ám ảnh bởi những gì sắp xảy ra, bởi sự nhục nhã của việc thất bại. Chúng ta biết để mà thành công thì cái giá phải trả nó khủng khiếp thế nào, và chỉ nghĩ về sự thất bại thôi cũng là thứ quá khủng khiếp để chúng ta nghĩ tới. Đúng chưa? Mọi người có thấy đúng không? Chúng ta vô cùng sợ thất bại, chỉ nghĩ về nó thôi cũng là thứ mình đã thấy sợ lắm rồi. Đúng chưa nhỉ? Vậy hai từ mà mình chia sẻ với mọi người, một là từ imminence, sự việc sắp xảy ra, và hai là từ ignominy, cho giờ ignominy, sự nhục nhã, sự đáng xấu hổ. Ok, thế thì tính từ của từ ignominy chính là từ ignominious. Đó, vậy thì cái câu mà mình sẽ chia sẻ cuối cùng với mọi người ngày hôm nay chính là câu của bà Lisa Kleypas. Ok, bà Lisa Kleypas bà nói như sau, và cái câu này không biết là các bạn đã có người yêu rồi thì có cảm thấy đúng không, chứ mình thì mình thấy khá đúng nha. Mình chưa có người yêu nhưng mà mình thấy rất là đúng nha. Câu bà nói như sau này. One of the more ignominious features of love was that you could only express it with cliché. It made you sound like a fraud at a time when you were blazing with sincerity. Bạn nghe lại nhé. One of the more ignominious features of love was that you could only express it with cliché. It made you sound like a fraud at a time when you were blazing with sincerity. Đây, mọi người có thể xem kỹ câu này hơn rồi đây. Bài nói là một trong những cái đặc trưng mà đáng xấu hổ của tình yêu đó là bạn chỉ có thể diễn tả được tình yêu của mình bằng những ngôn từ vô cùng sáo rỗng, và chính điều này khiến cho bạn
Nghe như thể bạn là một thằng lừa đảo ấy, mà trong lúc đó thực sự bạn trong bạn đang sục sôi với sự chân thành. Đúng không? Bạn thấy nhá, dù anh sẽ không bao giờ chia tay em, anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có, anh yêu em với tất cả tấm lòng của mình, anh sẽ không bao giờ chia tay, từ bỏ em, vân vân, bla bla. Đó là những lời vô cùng sáng rỗng chúng ta nghe cả tỷ lần rồi, đúng không? Nhưng thực tế trong khi chúng ta nói cái lời đó, thực sự chúng ta đang đang thực sự muốn như vậy. Thế nên bà mới bảo là một trong những cái đặc trưng đáng xấu hổ của tình yêu đó là chúng ta chỉ có thể thể hiện nó khi chúng thể hiện nó qua những ngôn từ rất là sáo rỗng và khiến chúng ta có cảm giác như chính chúng ta đang là kẻ lừa đảo, nhưng thực tế chúng ta lại không phải là lừa đảo, mà lúc đó cảm xúc của chúng ta, cái tình tinh thần của chúng ta là như vậy, đúng không? Để nhớ cho mình nhé, từ tính từ của từ ignominy đó chính là ignominious. Ignominious, chọn ngôi từ mi nhá, ignominious. Ok. Rồi, bây giờ xin review lại những từ mà hôm nay mình đã chia sẻ cho mọi người nha. Học được rất là nhiều đó. Thứ nhất, từ furlough có nghĩa là được nghỉ phép. Thứ hai là từ dotard, một người già lẩm cẩm, lãng trí. Thứ ba là từ hegemon, có nghĩa là lãnh tụ tối cao. Và hegemonic war, có nghĩa là chiến tranh xưng bá. Tiếp theo, từ bona fide, có nghĩa là genuine. Từ vindicated, minh oan. Từ ignominy, là sự nhục nhã, sự đáng xấu hổ. Và tính từ của nó là ignominious. Thế còn tiếp nữa, chúng ta phải nhớ cho mình là từ repugnant, không thể chấp nhận được, unacceptable. Từ tiếp theo với hai nghĩa, một nghĩa là bao vây, một nghĩa là bế tắc, là từ beleaguered. Và hai từ cuối cùng là từ vu khống, và động từ vu khống là calumniate và calumny. Ok, hy vọng là cái bài học hôm nay sẽ giúp ích cho mọi người và giúp cho mọi người có nhiều từ vựng hơn trên con đường chinh phục các cái kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh. Now, rape the IELTS or be raped is your choice. Thank you for listening, and I'll see you next time.